Bác Dương trưng bày các kể tiếng của nhà bảo tàng thành phố Quảng Trị, sẽ trưng bày tại quán những dấu ấn đậm nhất về thành phố Quảng Trị trong cuộc chiến tám mươi ngày mùa hè lịch sử năm của dân năm bảy hai. Mặt trận chiến của sự kiện nghĩa là hình ảnh thành cổ đổ đạn vì quốc gia cổ họ binh chiến thương cam quốc tình trưng phong ngay về sở tại năm của chị bảy hai khi cuộc chiến tạo một ngày nam việt nam sở đồng quốc gia bị vì đè xuống thành cổ thì xã Quảng Trị và năm một nghìn chín trăm bảy là ba trăm hai mươi hạ thập tập tương đương với sức cấp tạo có phải có một biết thử bị đè đè xuống thành cổ thì dân sinh ra và các cơ sở kia của Nhật Bản năm cụ chỉ của dân nên các cuộc đề đầu một đất một không trong để kiểm định các tài khoản nhịp trì của cụ chỉ cả bởi kỳ sản xuất đất đã tổ chức liên bang giờ đỡ đất ta để quyền duy trì có vị trí đất nước kết cùng và lòng cảm cảm các chiến sĩ là đất cùng tài năng ngay chỉ giờ của mình là như vậy một nửa đất tử cùng với cả các cổ như binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam trong những tháng ngày cảm vì Quảng Trị, Quảng Trị vì cảm đã sợ kinh tế này cùng nhân dân Quảng Trị chiến đấu và chiến thắng kẻ thù thực hiện lời di huấn của chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập vì tự do để cho vì cụ để cho vì nhau và khi đang ngô bất bảo rằng khi sự sống và cải thiện gần về vẫn còn đó những nụ cười hồn nhiên nụ cười hiền thảo của các chiến sĩ giải phóng quân dưới đất thành cổ hay cứ phong đàn và sức thương các chiến một lần nhật kỳ tội mẫu như thế thương đã nhất định như lại khi không nhìn lại những như sau khi tôi cho ông kỳ tên các chiến sĩ cười và bảo rằng có thể bay lên chúng tôi không bỏ được nhưng để quốc kỳ này sẽ sống mãi với tình cổ bọc chiến và như vậy đã có rồi gần cả mươi năm nhưng nụ cười đã vẫn vẫn lên trên mặt mình nào trong lúc hiện nay em ngồi ngoài là một nụ cười rất tươi em đây là Lê Thị Sơn Kim quê em ở Thái Bình và hiện tại em vẫn đang sống ở Điện Biên và không những nụ cười và cách định giải phóng quân mà còn có một nụ cười của chắc có mất lòng của dân tiểu quân ngày đêm đưa bộ đội sang sông không biết bao nhiêu chuyện đồng bệnh này đỡ bóng đá vẫn có nhưng không bóng nào trường đồng chiến sĩ vũ khí tăng trưởng tiếp tế các thành cổ và thị xã Quảng Trị ông lão quan quan bảy năm thì ông mất họ được 71 tuổi còn công sức ít ngồi với cạnh ông sau này trở thành sân sân của ông còn bên lòng Nguyễn Thị Thu hiện luôn vẫn đang sống tại thì tỉnh Bản Tử kinh thành chúng ta đang được vọng đọc khi nó bảy mươi tuổi tây và cô năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi rồi. Vâng, bây giờ đạo bên đoàn tiếp tục di chuyển tầng 2. Tầng 2 của bảo tàng thành cổ Quảng Trị được trưng bày tương ứng với từng nhất là lịch sử của thành cổ và thị xã Quảng Trị. Và đây là hình ảnh thị xã Quảng Trị đầu năm 1972. Thị xã Quảng Trị trước năm 1972 là một trung tâm chính trị quân sự, kinh tế xã hội của một tỉnh địa đầu. Một thị xã nhỏ bé với diện tích chỉ có 3 cái sổ vuông nhưng có trên một vài ngôi nhà. Minh chứng sự sầm uất của một bắc cổ nhỏ. Ngoài ra còn có cả công trình dân sinh, văn hóa, tôn giáo như cầu Vĩnh Hòa, chùa Tịnh Hội, nhà thờ La Vang và thành cổ Quảng Trị. Vậy thành cổ Quảng Trị có từ bao giờ? Đây là sơ đồ thành cổ Quảng Trị được vẽ vào năm 1869. Nguyên xưa, thành cổ Quảng Trị được thành lũy quân sự của nhà Nguyễn trên đất Quảng Trị được xây dựng vào thế kỷ 19. Năm 1809, vua Gia Long cho đất thành bằng đất. 28 năm sau, đến năm 1837, vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch theo lối kiến trúc Hồ Văn. Nhìn tổng thể thành có hình vuông với tổng diện tích là 18,563, chu vi thành là 2.160 m. Bốn góc có bốn bảo đài nhau hẳn ra ngoài. Ở mỗi góc như vậy, có đặt các khẩu súng cần cơ để làm nhiệm vụ đại thắng bảo vệ thành cổ. Sau khi hiệp định Geneva ký kết, đất nước ta bị chia thành hai miền Nam và Bắc. Vì tỉnh lệ này được cho là giới quyền quân sự tạm thời, Quảng Trị trở thành tỉnh tuyệt trường của miền Nam. Với âm mưu che cấp nửa bắc nước dài, bị Ngụy nhận định, Quảng Trị vừa là bàn đạp để tấn công các miền Bắc khi có điều kiện, vừa là hệ thống phòng thủ để bảo vệ miền Nam. Vì vậy, chúng đã nhắm xây dựng lại một hệ thống các cửa quân sự của mình với diễn đàn, những các cửa Hồ Tiên, Sơn Bay Á Tử, Tân Cửu, Khởi Sinh. Đã
đặc biệt phân tử cực thiên, một phát sinh góp trồng tiết kiệm hợp ra điện tử bậc ba và ra được bình sinh đạo quân bọc thần bất hạ sắc tỏ của Hồng Dương với hệ thống phân tử bất sự gồm mình và dạy đạo như vậy tổng tỏ địch sơn đã đánh dòng của thiên bộ rằng nếu có một cuộc tấn công lớn của Cộng sản thì tình phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa chỉ có thể trùng nhưng không thể đứt và điều gì đã xảy ra sau lời tuyên bố của ông. Chào mừng di chuyển và phần tiếp theo. Năm 72, sau học được bản thân chiến thắng người của quân và dân ta, nhận định tình hình trên chiến trường thay đổi còn đời cho tờ chính trị và quốc ủy đúng quyết định, tờ thư đã đến và mở chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972. Bộ chỉ huy chiến dịch xuất hiện 1972 được thành lập, trong đó các đường dựa ở bức kể trên là tương tượng Văn Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, tổng tham mưu trưởng trực tiếp chỉ đạo về chiến lược quan trọng này. Tất cả đã sẵn sàng sống trận. Đúng vào 11 giờ, ngày 30 tháng 3 năm 1972, ta đã đổ tiếng súng đầu tiên để mở đầu cho chiến dịch giải phóng Quảng Trị xuân hè 1972 bắt đầu. Ta tập kích đến chiếm căn cứ Thăng Lô, cao điểm 5-1-1. Pháo binh của ta đã dồn những cơn bọn lửa lấp toàn bộ hệ thống căn cứ Bình Định. Và chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều hệ thống căn cứ của Bình Định đã bị phá hủy. Nhưng ngày 1 tháng 4, cơ chiến thắng của ta đã tung qua trên hợp chỉ huy điện ở Dốc Liếu. Ngày 2 tháng 4, ta tới diệt địch ở căn cứ Tấn Lâm. Ngày 28 tháng 4, ta giải phóng Đông Hán. Ngày 30 tháng 4, ta tập kích đến chiếm sân hoa Ái Tử và giải phóng huyện Tiểu Phong. Đến trước Vũ Thảo, đến chiều ngày 1 tháng 5, cơ chiến thắng của ta đã tung bất kết tòa hình chiến Quảng Trị. Quảng Trị, tỉnh đầu tiên của Việt Nam được giải phóng, đã đập tan hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Trong đó, có tiến hành ra điện tử Mặc Tà Ma Sa. Về Bình Định, sau khi để mất Quảng Trị, một tỉnh bị nguy trong hạ cái vọng ứng để đất nổ với miền Bắc, thì cục từ mùa hè năm 1972 ấy, được sự hướng hỗ trợ của quân viện chính bị, tổng thống Nguyễn Văn Thiều quyết định mở cuộc tấn công phá chiếm tỉnh Quảng Trị, lấy mật dân là Lam Sơn 72. Cuộc chiến tạm một ngày đêm để địch tả chiếm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị bắt đầu từ ngày 28 tháng 6. Vâng, trong lịch sử chiến tranh, chưa có cuộc chiến tranh nào mà một thị xã nhỏ bé với diện tích chỉ có 3 cây số ngày đêm phải hứng chịu cuộc lầm mốc đạn khổng lồ phải sợ như vậy. Trung bình một chiến sĩ giải phóng quân của chúng ta phải hứng chịu trên 100 quả bom và hơn 200 quả đạn cường lực. Với khối lượng bom đạn khổng lồ như vậy, tất cả đều sụp đổ để cả trâu bò, súc vật cũng không thể tồn tại nổi. Sự sống xung quanh khu vực thị xã dường như bị hủy diệt. Nhưng với quyết tâm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, cục quân và dân ta đã kiên cường bảo trụ để đuổi bại ngày các đợt phản công của địch, thắp chiến hào trận địa. Quân và dân ta cùng nung đỡ lời thề, con người còn trận địa quyết tử bảo vệ quê hương. Người này nằm xuống, người khác nào được đi thay, mặc dù bị thương nhưng các em vẫn quyết không rời trận địa, bám trụ trận địa đến hơi thở cuối cùng. Do hoạt động bảo vệ của mình nên tiền phòng ngoài của ta đặc biệt của dân. Ngay từ đầu tháng 9 đã diễn ra nhiều cuộc chiến đấu vô cùng ngạc liệt trong lòng thị xã và thành cổ Quảng Trị. Ta phải đi đến từng các nhà, từng quốc hộ, từng bản, từng thân. Đặc biệt từ cuối tháng 8 đầu tháng 9, Quảng Trị gặp trận mưa lớn kéo dài, được sắp đặt hàng dâng nhanh và chạy xiết, ảnh hưởng đến việc chi viện quân số, lương thực và đạn dược. Cả thị xã Quảng Trị bị ngập nước. Địch lợi dụng tình hình này, dùng phi pháo bắn vào các tầng địa chủ của ta, làm cho hầm hào sụp lở. Chúng cổng chế đến hưởng tuyên chiếc viện duy nhất bằng đường sông Bạch Hạc. Và khi một giải pháp chính trị có lợi cho ta cơ bản định đoạt tại hội nghị Paris, Bộ Chính trị và quân ủy trung ương quyết định rút toàn bộ lực lượng ra khỏi thành về án ngữ tại bờ bắc sông Bạch Hạc để tạo tăng lực lượng triển khai bảo vệ vùng giải phóng vào ngày 16 tháng 9 năm 1972, kết thúc tạm một ngày đêm trên đời kết cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Và đến giữa vùng thành cổ và thị xã Quảng Trị đã có một thế hệ thanh niên học sinh sinh viên sẽ hướng nghiêng cả cách lên đường đi chiến đấu, cả cách tham gia vào bộ đội khi tuổi đời còn rất trẻ 18, 20, cả lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Nhiều người trong số họ còn chưa đủ tuổi để cầm súng, cả binh đã phải ngay tết tuổi để được cầm súng bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc. Trong đó có quê hương của quê hương Quảng Trị,
anh tên là Nguyễn Xuân Hiền. Dù chỉ mới 14 tuổi thôi, nhưng có tấm lòng nghĩa đội sâu sắc. Anh ta tình nguyện đóng sức chiến đấu, phục vụ tại chiến trường Mọc Trì, sượt ba tháng tiếp tục. Kết thúc tạm một ngày đêm, sau đã tiêu diệt là vào cuộc chiến đấu với 60 quyết định, bắn rơi 250 máy bay, có hơn 500 sự cập lại. Sự kiện tạm một ngày đêm tại Mọc Trì, cùng với sự kiện đề bất bổ tên công đoàn Hà Nội, đã bộ bị phải ngồi bàn đàm phán kỷ hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh lập làm hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 1972. Và đây là bọn tổng kết số lượng bóc đạp quảng định đã đẹp xuống thành cục Quảng Trị. Đây là hình ảnh kỳ xa Quảng Trị sau cuộc chiến và một ngày đêm, chỉ cần là lớn đất tầng, biển cùng và thứ. Chào mừng các chương trình các bạn tiếp theo. Khi hiệp định Paris kỷ niệm thì sông sốc tuyệt hoàng là nơi diễn ra cuộc trong trạng đụng độ của hai bên. Và đây là hình ảnh các chiến sĩ của chúng ta được trở về trong vòng tay hân hoan của đồng bào ta. Một sự kiện quan trọng nữa diễn ra tại Quảng Trị. Sau khi Quảng Trị giải phóng, để tạo một mặt mới cho cách mạng Việt Nam, ta đã quyết định chọn vùng đất thôn Cái Hòa, nằm thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, để làm nơi đặt trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tại đây, từ 1973 đến 1975 là nơi gặp gỡ đón tiếp bè bạn quốc tế đến thăm và làm việc với chính phủ ta. Cảm ơn đã chia sẻ các phần tiểu sĩ Lê Vinh Trùng. Và đây là toàn bộ nội dung bức thư của lịch sĩ Lê Văn Bình, anh viết bằng dự cảm của mình trước lúc anh hy sinh. Lúc này đã được giới thiệu với đoàn làm việc đến nhà đó. Và hàng năm thì vào ngày dịp 30 tháng 4, 27 tháng 2, 22 tháng 12, với truyền thống đạo lý của được nhiều người của dân tộc ta, ta tổ chức lễ hội thả đèn hoa bắc, thả hoa trên dòng sông Bạch Hà để biểu thị lòng tri ân thiêng liêng đối với các linh hồn bất tử cùng sự kiện đã kết thúc ngày để một lần áp đài chiến lược xưa, cựu chiến binh quân Pháp thả hoa thấu dòng sông Bạch Hà trong tập thời cổ nhân mà ngày nào cũng như là đỏ lên tệ hại ơi trèo nhẹ đại sắc còn đỏ bàn tôi đồng có tuổi 20 thành sống nước bổ kết bờ mãi mãi ngàn vâng bộ câu thơ trên cũng gặp lại tại bộ nội dung mà chẳng muốn giới thiệu đến toàn chúng ta ngày hôm nay. Các bạn chỉ đồng quan quản lý chính thành cổ cả xin chúc các cô các bạn có một sức khỏe tốt để tiếp tục hiện thân của mình. Xin cảm ơn mọi người đã chờ lắng nghe.